Sau đây xin mời ông Nguyễn Văn Tiến, giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp sẽ tiếp tục điều hành chương trình. Xin chân thành cảm ơn ông. Xin cảm ơn ban tổ chức. Và đây là chương trình của chúng ta thì có trong vòng có một buổi sáng, thời gian thì không có nhiều. Thì chúng ta có thể liên hệ sau này. Tuy nhiên cái việc mà trao đổi trực tiếp trên hội trường nó sẽ cho phép chúng ta có thể chia sẻ và có thể cùng nhau đi tận cùng của vấn đề. Thế và mỗi cái ý kiến, mỗi cái sự trao đổi nó lại tạo ra những ý tưởng, tạo ra những cái vấn đề mới. Thì chúng tôi mong muốn là bà con và các đại biểu tham gia các chương trình bác sĩ đông học, chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ đặt nhiều câu hỏi ngắn gọn và để chúng ta có thể trao đổi chia sẻ đi sâu vào những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp của Yên Châu, nhất là đối với các loại cây ăn trái của thủy sản và một số các loại khác. Xin mời bà con trong hội trường đi ạ. Mời bác nào xung phong phát triển phát biểu trước và cho nó rôm rả trong lúc chờ một số bà con ghi ra giấy. Xin mời đi ạ. Vâng, xin mời bác ạ. Hàng thứ tư ạ. Hiện tại bây giờ thì đang là cái vụ trồng bí đỏ ấy ạ. Nhưng mà khi mà cái sản lượng ra thì báo cáo với các đồng chí là khi mà cái quả nó đậu, nhưng mà sau bây giờ nó lại thối hoàn toàn là cái quả đầu ra ấy. Tôi cũng muốn các bác sĩ nông học giải thích cho và những cái biện pháp để phòng chống như thế nào. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác. Câu thứ nhất liên quan đến dịch bệnh. Xin mời các bác tiếp theo đi ạ. Bắt đầu sôi động rồi ạ. Rồi, xin mời anh ạ. Kính thưa lãnh đạo bộ, tỉnh, huyện và kính thưa các đồng chí chuyên gia, bác sĩ đồng học, thay mặt cho hội viên nông dân xã Trường Bằn xin phép được đặt hai câu hỏi ạ. Một là bệnh xì mủ, bệnh rắn cao, cảnh mật và cách phòng trừ. Hai là bệnh virus hại cây cà chua, bầu bí, dưa lê, dưa hấu và biện pháp phòng ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn. Câu thứ hai là cũng liên quan đến bảo vệ thực vật về dịch bệnh này. Tiếp tục điện mời các bà con. Tôi sẽ cố gắng nhận ba câu các chuyên gia sẽ giải đáp và chia sẻ. Trong thời gian đó thì chúng ta lại tiếp tục đặt những vấn đề mới. Và xin mời bà con đi ạ. Đây, mời bác ở góc trong cùng đi ạ. Vâng, thưa các vị đại biểu, tôi xin đại diện nông dân của xã Trường Sàn, tôi có hai câu hỏi sau. Vâng, để khắc phục tình trạng được mùa mất giá, đề nghị hướng dẫn kỹ thuật xử lý ra hoa xoài nhãn trái vụ. Thứ hai là bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm dao đầu cục và biện pháp phòng trừ bệnh ở châu bò. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn. Có lẽ là bây giờ đến thời gian dành cho chuyên gia. Thứ nhất là xin mời thầy Viễn đi trở về câu 1, câu 2. Sau đó đến được anh Trí liên quan đến cho là nhãn xoài trái vụ. Sau đó câu thứ 3 liên quan đến bệnh lở mồm long móng. Xin mời. Công an của các anh chị, trước hết cái câu hỏi thứ nhất tức là cái cây bí đỏ, thì xong cây bí đỏ mà khi mà nó bị thối cái quả non, đặc biệt là thối cái quả bên đầu phải không ạ, chứ không phải là bên cuối đúng không ạ, mà tức là sau nó bị rồi sau nó cứ lan dần vào giữa quả mà, thì cây trước hết là cây bí, không chỉ có bí đỏ mà bí xanh cũng bị và cái dưa chuột cũng bị và kể cả cái cây gọi là dưa chuột Thái hoặc là dưa chuột bản địa của bà con ở đây nó cũng bị cái bệnh này. Thì cái bệnh này
là bệnh do nấm nó gây ra ở trên ở đầu. Thế cho nên là khi mà chúng ta đã phát hiện thấy nó thối rồi thì thối mà đã sâu vào khoảng độ 3 cm rồi thì tức là chúng ta có phun thuốc cũng không giải quyết được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải đã trồng thì chúng ta phải thường xuyên, tức là thăm đồng, phát hiện sớm. Phát hiện sớm khi mà cái đầu quả nó chỉ có khoảng 1 cm mà nó chuyển sang cái màu mà như là bị thấm nước thì chúng ta đã phải phun thuốc rồi. Còn khi mà bác nói cái này, tôi chắc chắn là cái của nó thối đã vào khoảng sâu vào khoảng độ ngón tay, gần ngón tay rồi mình mới phát hiện ra cái thối ấy. Và đã là bệnh do nấm thì có lây lan, tức là lây từ quả này sang quả khác, lây từ vườn này sang vườn khác. Các bác biết là cái đầu ấy chúng ta thấy sau đó thì có các cái nước nấm nó thối rồi, cũng có nước nấm màu trắng, gió nó sẽ bay sang các cái và các cái quả non khác sẽ bị. Cho nên cái biện pháp chúng tôi đề nghị, cái thứ nhất đã bị thối rồi không bao giờ khắc phục được nữa, chỉ còn cách duy nhất là chúng ta vệ sinh đồng ruộng để bảo vệ các cái quả và các cái vườn xung quanh khác bằng cách cắt bỏ cái quả ấy, thu gom và sau đó tiêu hủy. Và khi mà đã có cái nấm nớp, nấm phấn trắng ở cái đầu cái quả bí thối rồi thì chúng ta có thể phải phun thuốc để bảo vệ các cái quả bí khác. Thì các cái loại thuốc bác có thể dùng cái thuốc Anvin có bán trên thị trường, hoặc là một số các cái thuốc trừ nấm khác. Cái nấm này tuy rằng nguy hiểm nhưng mà có nhiều các cái loại thuốc nấm có thể hạn chế được. Cho nên là cái này nếu mà đã gọi là bệnh thì phòng bệnh là chính, phát hiện bệnh sớm và vệ sinh để không cho nó lây lan. Cái này các bác cũng cứ tưởng tượng như là chúng ta có bệnh sốt xuất huyết, hoặc vừa rồi ở trên Bắc Giang có bệnh bạch hầu, thì tức là chúng người ta phải khử trùng cái khu vực ấy và cách ly cái người bệnh. Thì ở đây chúng ta không thể cách ly được cây trồng thì chúng ta phải loại bỏ cái quả bí mà nó đã bị thối đầu như thế thì sẽ hạn chế được cái lây lan của nó ở trên đồng ruộng. Cái câu hỏi thứ hai là bệnh xì bủ và rán cao ở trên cây mận. Thì cây mận và cây đào thì cái bệnh xì bủ là cái bệnh thường xuyên gặp phải ở trên đào và mận. Ở trên thân chính cũng bị xì bủ và trên cành cũng bị xì bủ. Thì cái bệnh này có hai cái nguyên nhân. Một là nguyên nhân do phi vi sinh vật, gồm có nấm, chủ yếu là nấm gây ra. Hai là do cái tác động của yếu tố ngoại cảnh. Thì nếu mà ở cái yếu tố ngoại cảnh thì nó có như thế này. Tức là khi cái cây nó phát triển thì chúng ta tưởng tượng như là nếu mà đang khô, một thời gian khô, sau đó có một cái trận mưa thì cái cây nó hút nước. Cây nó hút nước nhiều, thế nhưng mà cái tế bào, đặc biệt là cái tế bào vỏ cây nó giãn ra không kịp, cho nên là nó tạo ra các vết nứt cũng gây ra cái xì bủ. Cái nguyên nhân này với lại điều kiện thời tiết thì chúng ta chỉ còn cách là khắc phục bằng cách có hai cách, là chúng ta bón bổ sung cái phân có chứa vôi, tức là cái vôi nó sẽ làm cho cái tế bào của cây nó dẻo dai hơn, nó chống chịu được cái điều kiện thời tiết thuận lợi.
thời tiết bất thuận. Và cái thứ hai là chúng ta không để cái vườn mận của chúng ta quá khô hoặc là quá ẩm. Khi mà mưa xuống thì chúng ta tạo điều kiện thoát nước để cho nó, cái nước mưa nó không đọng ở gốc. Đấy là cái trường hợp mà do cái yếu tố không phải là vi sinh vật. Thế còn yếu tố mà là do nấm thì cái bệnh mà xì mủ thì chủ yếu là có hai nhóm nấm thôi. Tức là nhóm nấm Porectoticum, tức là nhóm nấm gây bệnh thán thư, và cái nhóm nấm gây cái Phytophthora gây cái hiện tượng xì mủ. Mà ở trên cái nấm này gây hại cả ở trên cây có múi nữa. Thì chúng ta chỉ còn cách là, cái thứ nhất, khi mà phát hiện ở trên cành hoặc là trên thân cây mà có các cái xì mủ thì chúng ta phải gạt bỏ cái xì mủ ấy. Nhưng mà gạt thì chúng ta nên có một cái dụng cụ để chúng ta thu gom cái ấy. Chứ còn nếu mà chúng ta mà gạt xuống vườn, tức là nó lại là cái nguồn mà lây lan, sau đó thì chúng ta phun cái thuốc trừ nấm. Có hai cái nhóm thuốc, một là chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc trừ bệnh thán thư, cái thuốc phổ biến nhất là thuốc Storm, hoặc là có một số tên khác như là Tingen. Thế còn cái thuốc mà trừ cái bệnh nấm Phytophthora thì chủ yếu là Ridolinol và Anies, chúng ta có thể phun vào thân. Tuy nhiên, thân và cành, tuy nhiên để hạn chế cái chảy gôm ở trên cây mận thì chúng ta có thể tiến hành vào trong cái vụ mùa xuân, chúng ta tiến hành quét cái nước đồng vôi, tức là cái nước nước thuốc bốc đô lên thân của cây mận thì nó sẽ hạn chế được đồng thời cái hiện tượng xì mủ ở trên cây, trên thân. Thế và đồng thời hạn chế được cái con xén tóc mà nó gây ra cái, nó đục thân cành. Tại vì cái con xén tóc này thường vũ hóa vào vụ xuân. Nếu mà chúng ta quét cái nước thuốc bông lô có vôi vào cái thân thì nó sẽ bịt hết các cái khe hở. Thế và cái con xén tóc nó không có cái chỗ để nó đẻ trứng thì sẽ hạn chế luôn được cả cái hiện tượng mà sâu đục thân và đục cảnh ở trên cái cây mận. Và cái một cái câu hỏi là bệnh virus trên cà chua, dưa hấu và một số các cái cây trồng khác. Thì trước hết thì câu hỏi đã là bệnh virus thì bệnh virus ở trên cây trồng là một cái bệnh mà nó có hai cái phương thức truyền. Một là truyền do cái con dẹt, hoặc là đặc biệt là cái con bọ phấn ở trên cà chua, hoặc là cái con dẹt mềm mà cũng ở trên cà chua hoặc các cây họ đậu khác. Chúng ta thấy thì nó là môi giới truyền bệnh. Tức là một cây mà khi mà đã bị bệnh, cái con bọ phấn, đặc biệt là trên cà chua, con bọ phấn chích hút ở trên cây bị bệnh, sau đó bay sang cái cây khỏe mà nó chích hút thì nó cũng lại truyền cái virus mà gây xoăn vàng hoặc là xoăn lá ở trên cái cây cà chua. Thế cho nên là chúng ta phải chủ động phòng chống cái bệnh, cái con bọ phấn ấy. Cũng như là chúng ta cứ tưởng tượng, cũng như là chúng ta có dịch sốt xuất huyết thì phải có mũi vằn. Thế và y tế thì luôn luôn có khẩu hiệu không có mũi vằn thì không có sốt xuất huyết. Thì chúng ta phải phát hiện sớm cái con bọ phấn ở trên đồng ruộng và phát hiện được cái cây
Và vì vậy, như vậy là có hai vấn đề. Khi phát hiện cây bệnh ở trên đồng ruộng thì chúng ta phải nhổ bỏ cái cây bệnh ấy. Thế và phát hiện được cái con bọ phấn hoặc con rầy rể thì chúng ta phải chủ động phun các cái loại thuốc trừ sâu để tiêu diệt cái nguồn lây lan, tức là nó lây từ cây này sang cây khác. Trong cái với lại cà chua cũng như là dưa hấu thì các cơ quan nghiên cứu đang cố gắng tạo ra các cái giống mà kháng được cái bệnh virus này. Tuy nhiên thì kháng được bệnh virus nó cũng chỉ kháng được răng 3 năm, sau đó thì cái con virus nó đã chuyển thể, cho nên nó là vượt qua cái tính kháng, cho nên luôn luôn phải tạo ra cái tính kháng. Như vậy là biện pháp đầu tiên để hạn chế là chúng ta phải tìm được cái giống kháng. Biện pháp thứ hai là chúng ta phải phát hiện sớm cái con mà môi giới truyền bệnh nó trên đồng ruộng, gồm có cái con bọ phấn và cái con dẹp bềm. Thì nếu mà chúng ta phát hiện thì chúng ta phải phun, sử dụng thuốc trừ sâu, chúng ta phun. Và cũng lưu ý là cái bệnh virus thường gây hại ở cái thời kỳ cây non, cho nên là cái giai đoạn mà là cà chua, dưa chuột, dưa hấu thì cái giai đoạn cây con là chúng ta phải tập trung phòng chống. Thế còn với lại một số các cái cây trồng khác, chẳng hạn như là mận đào cũng có bệnh virus, thì hoặc là cam quýt cũng có bệnh virus, thì chúng ta phải chủ động phun các cái con mà môi giới truyền bệnh ở các cái đợt lộc. Có ba cái đợt lộc cây ăn quả, cũng có ba đợt lộc chính rồi: lộc xuân, lộc hè và lộc thu. Qua cái đợt lộc ấy là các cái con môi giới thích hút, trích hút, thế và kèm theo là truyền theo cái bệnh. Thì chúng ta tập trung hạn chế ở các cái chồi non và cây con, các cái môi giới truyền bệnh là biện pháp chủ động nhất để hạn chế cái bệnh virus trên đồng ruộng. Còn thực ra cho đến bây giờ chưa có một cái loại thuốc phòng thuốc trừ bệnh virus nào trên cây trồng có hiệu quả, cho nên chúng ta phải chủ động gián tiếp phòng trừ cái con môi giới truyền bệnh là cái biện pháp hữu hiệu nhất. Thì đấy là một vài những câu hỏi ban đầu. Vâng, xin cảm ơn đại diện. Tiếp theo xin mời anh Chí liên quan đến cho cái xoài với nhãn ra trái vụ. Và bằng kính thưa bà con, thì tôi xin phép được trao đổi cái câu hỏi là vấn đề là ra hoa xoài trái vụ. Với ở đây thì cái đầu tiên thì chúng ta phải xác định là hiện nay thì đối với Sơn La của chúng ta thì là một trong những cái tỉnh mà cái diện tích cây quả đứng đầu phía Bắc và thậm chí chỉ đứng hai ở phía sau Bình Giang. Đấy, và từ cách đây khoảng 10 năm thì thậm chí chúng ta chưa biết về những cái vùng cây quả của Sơn La, nhưng hiện nay thì cây quả Sơn La của chúng ta nó thành cái vựa thành quả ở ngoài miền Bắc và đã được đầu tư một cái phát triển đó, lại không những là một cây xoài mà chúng ta phát triển về cây nhãn, cả có cây quả có múi và những cây ăn quả khác, kể cả cây ôn đới cũng trồng ở Sơn La. Có nghĩa là cây xoài, cây nhãn, cây vàng, cây ôn đới, lê đào mận đều trồng ở được Sơn La. Đấy thì là cái lượng cây ăn quả và cái sản lượng rất lớn. Thì cái câu hỏi đặt ra đây ấy, thì bác cũng đặt ra là cái câu chuyện là bây giờ là khắc phục cái hiện tượng là được mùa mất giá, rồi là được giá thì mất mùa, nhưng mà câu chuyện là chúng ta muốn rải vụ nó lại, có nghĩa là từ cây xoài chính vụ thì chúng ta không cho nó ra xoài chính vụ nữa mà chúng ta cho nó ra rải vụ. Không những cây xoài mà ở đây hoàn toàn chúng ta có thể làm được trên cây nhãn, làm được trên cây vải, làm được trên cây quả khác. Đấy, trừ một số nhóm cây ăn quả khó tính mà nó ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết, ví dụ là nó qua mùa đông nó không ảnh hưởng. Ví dụ là tôi nói ví dụ là da xanh. Bởi da xanh thì hoàn toàn nó là cây nước quý, nó có ra quanh năm, đúng không ạ? Nhưng ra ngoài mình thì có thể có những tỉnh là ra được quanh năm, nhưng có tỉnh thì nó chỉ ra được một vụ thôi chẳng hạn. Hay là ví dụ cây xoài thì hiện nay nó cũng có rất nhiều cái giống xoài,
có những dòng xoài là ra quanh năm đấy, dạng xoài tứ quý như bưởi da xanh ấy là tứ quý, hoặc là chanh tứ quý hay xoài cũng thế, nó có thể là hết đứa này nó lại tiếp tục ra đứa khác, đấy là giống. Còn lại ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào cái giống xoài, nó chỉ ra một vụ duy nhất, và bây giờ chúng ta không cho nó ra chính vụ nữa, mà chúng ta sẽ để một cái diện tích nhất định nào đó để chúng ta ra trái vụ, có nghĩa là lệch cái vụ chính nó đi để chúng ta giải vụ thu hoạch. Đấy thì mục đích chính là chúng ta tập trung vào cái vấn đề này. Vậy thì có muốn ra chính vụ hay ra trái vụ thì tất cả các biện pháp kỹ thuật cơ bản chúng ta phải tuân thủ. Biện pháp thứ nhất là biện pháp cắt tỉa tạo tán cho cây xoài nói riêng và cây ăn quả nói chung, có nghĩa là chúng ta khống chế chiều cao tán cây xoài, nó chỉ nằm ở khoảng 3 m đến 3,5 m, thậm chí phải thấp hơn, đúng không ạ? Vì sau này nó còn liên quan rất nhiều vấn đề, thậm chí xoài bây giờ là chúng ta phải bao quả rồi. Đấy, mấu chốt đầu tiên là chúng ta phải khống chế được chiều cao của cây xoài đã, hạn chế nó đã nha, và chúng ta phải cắt tỉa tạo tán thông thoáng và cái theo đúng kỹ thuật. Cái biện pháp thứ hai đó là biện pháp làm cỏ bón phân, trong đó có vấn đề làm cỏ thì sạch cỏ gốc thường xuyên, rồi chúng ta cắt cỏ và không sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn cây xoài. Nếu chúng ta sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn cây xoài thì tất cả biện pháp chúng ta đưa ra chưa chắc chúng ta đã khắc phục được, là một cái. Thứ hai là bây giờ biện pháp bón phân thì cái thứ nhất bây giờ chúng ta phải hướng tới làm khỏe cho cây, làm khỏe cho đất, không ảnh hưởng môi trường, bằng cách hàng năm là sau khi mùa thu hoạch cắt tỉa xong chúng ta phải bón phân chuồng hoai mục, nâng vôi bột. Phân chuồng hoai mục ở đây là mang tính chất là chúng ta cải tạo lý tính đất, vôi bột là chúng ta tăng nồng độ pH đất lên, hoặc có tác dụng là khử nấm bệnh mọi cái nữa. Cái thứ hai là nâng để tạo cho bộ rễ mới nó ra, có nghĩa là chúng ta chỉ cải tạo lý tính đất và chúng ta hỗ trợ cho bộ rễ tơ của cây xoài mới nó phát triển. Sau đó tùy từng giai đoạn ra hoa đậu quả, quả lớn rồi trước khi thu hoạch, chúng ta cung cấp dinh dưỡng và chúng ta hướng tới phân hữu cơ, phân bón tổng hợp, đặc biệt phân bón hữu cơ vi sinh để chúng ta đưa các vi sinh vật có lợi vào trong đất để chúng ta làm giàu vi sinh vật ở trong đất và chúng ta làm giàu hàm lượng dinh dưỡng trong đất, và đặc biệt là chúng ta làm cho sức khỏe của đất tốt lên thì cây nó mới tốt lên. Đấy là cái mấu chốt vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là vấn đề tưới và tiêu nước. Đương nhiên đối với cây ăn quả là cây rất cần nước nhưng lại sợ nước, đặc biệt trong mùa mưa là chúng ta phải tiêu nước, nhưng nó cần nước trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Đặc biệt trong giai đoạn ra hoa đậu quả là chúng ta phải tưới nước, và chúng ta phải hiểu nguyên tắc đó thì chúng ta mới làm được trái vụ. Cái tiếp đó là vấn đề thứ tư là phòng trừ sâu bệnh hại và sử dụng phân bón lá để tăng cường tỷ lệ ra hoa đậu quả. Ví dụ trong giai đoạn ra hoa đậu quả là nó sẽ ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết, nó sẽ có bị con bọ trĩ hoặc bị nấm phân trắng hoặc những cái bệnh sâu bệnh hại khác gây hại trên hoa, làm rụng hoa rụng quả non. Và trong cái giai đoạn ra hoa đậu quả thì chúng ta phải hỗ trợ bằng cách là ví dụ như trước lúc ra hoa là chúng ta hỗ trợ những sản phẩm phân bón để phân bón mầm hoa, trong giai đoạn ra hoa thì hỗ trợ những sản phẩm phân bón mang tính chất là để nó tăng tỷ lệ nảy mầm quả phấn. Khi mà quả xoài đậu được rồi thì chúng ta hỗ trợ những cái dạng phân bón để làm sao quả xoài nó lớn nhanh lên, và đến một lúc nào đó thì chúng ta dừng hỗ trợ. Đấy là cái đầu tiên là chúng ta phải hiểu nguyên tắc để cho cây xoài nó ra hoa đậu quả được ổn định, nó phải có bằng đấy các biện pháp kỹ thuật. Và tùy theo điều kiện thời tiết hàng năm, tùy theo vườn cây xoài mà chúng ta có thể làm trái vụ, lệch vụ 1 tháng đến 2 tháng. Và việc này thì Viện Nghiên cứu Rau quả chúng tôi có một cái đề tài cấp bộ đã làm các thí nghiệm thăm dò, và hiện nay các thí nghiệm đã có kết quả đang tổng hợp để công nhận tiến bộ kỹ thuật làm trái vụ trên cây xoài ở Yên Châu, Sơn La. Đấy, chắc chắn trong năm nay chúng ta sẽ có kết quả, còn lại thì chúng tôi hiện nay thì đã có những cái kết quả thí nghiệm thăm dò để làm cái việc đấy. Nhưng đầu tiên là chúng ta phải hiểu nguyên tắc đó đã. Xong, vấn đề câu chuyện là để cho nó phân hóa mầm hoa. Trước khi phân hóa mầm hoa thì chúng ta phải ngừng tưới nước làm cho vườn khô, đúng không? Thậm chí là chúng ta còn áp dụng các biện pháp chúng ta tiện để ngừng lưu thông nước, ngừng lưu thông dinh dưỡng lên để cho cây chuẩn bị phân hóa mầm hoa. Thì chúng ta căn vào thời gian đó để mà nó phân hóa được mầm hoa thì các động tác đó chúng ta phải làm trước khi phân hóa mầm hoa khoảng 1 tháng. Và khi cái xoài nó ổn định về cánh đồng rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ tưới nước này, đưa dinh dưỡng này, rồi là chúng ta sử dụng các sản phẩm phân bón để làm sao chúng ta phun để hỗ trợ phân hóa mầm hoa. Và khi phân hóa mầm hoa được rồi thì chúng ta sẽ hỗ trợ để nó nở,
tăng tỷ lệ hạt nảy mầm hạt phấn. Và khi tẩy nảy mầm hạt phấn rồi, đậu được quả rồi thì chúng ta hỗ trợ để cho quả xoài nó lớn nhanh lên. Vì nó ra điều kiện thời tiết bất thuận mà nó không phù hợp với lại cái điều kiện tự nhiên của nó thì bắt buộc chúng ta phải hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật vào. Đấy thì là chúng ta sẽ làm được. Nhưng cơ bản là chúng ta phải hiểu được là phải hỗ trợ để cho cây xoài nó phải ra hoa đậu quả được thì chúng ta sẽ làm trái vụ được, và căn vào những cái biện pháp kỹ thuật đó để chúng ta điều chỉnh. Và hiện nay có một số những cái sản phẩm để chúng ta dùng vào để chúng ta hỗ trợ cái việc đó. Đấy, còn lại về chi tiết thì bác nào mà liên quan đến vấn đề này, đương nhiên là viện tôi cũng đang thực hiện các thí nghiệm ở bên trong đây. Đấy, còn lại về cái kết quả chi tiết hoặc là những cái thông tin chi tiết là bác nào cần mà làm được cái việc đó thì có thể điện trực tiếp với tôi, kết nối Zalo xong tôi sẽ gửi cho cái tài liệu đó thì chúng ta có thể nghiên cứu để chúng ta làm được. Đấy, chứ còn để mà nói thì nó rất giả. Nhưng mà phải hiểu được vấn đề đó thì chúng ta sẽ làm được. Không những làm trên cây xoài mà chúng ta còn làm những đối tượng khác ở Sơn La. Ở Sơn La là tôi khẳng định làm được, nhưng ở Hà Nội chưa chắc đã làm được. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, thì trên đây thì chia sẻ cái câu hỏi của bác như thế, tôi xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn. Okay.